biên qua tiếng Trung. Thì đến đây là tôi rất là quan tâm về thị trường Trung Quốc, đặc biệt là kinh tế Trung Quốc. Tôi tìm hiểu khá sâu. Và thứ nhất là đi Trung Quốc là Trung Quốc là một nền văn minh rất là văn hóa Trung Quốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Việt Nam. Chính vì thế là tìm hiểu về Trung Quốc nói chung ghế đây, ăn cái dép lên cho đỡ lạnh này. Không. Lạnh mông.